Rất nhiều video trên kênh đã bị chặn. Các bạn ghé qua kênh TikTok Phim 10 Phút để theo dõi nhiều video khác nhé. Tiếp tục đến với diễn biến bộ phim Thế Giới Hoàn Mỹ, Thạch Hạo đã tiêu diệt hai tên sát thủ Thiên Quốc, sau đó tiếp tục di chuyển. Vừa đi vừa cẩn thận tránh khỏi tai mắt xung quanh. Cuối cùng thì hai ông cháu cũng gặp mặt Tần Hạo và đám người Tần tộc. Tần Hạo tự mình giải quyết tên ma đầu Hoàng, lấy lại mặt mũi cho Thiên Tôn, đồng thời cũng tiết lộ tin tức rằng tiên chỉ chắc chắn xuất hiện xung quanh đây. Một khi phát hiện thì phải lập tức bẩm báo cho hắn. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện. Biết cậu đang khó xử nên Thạch Trung Thiên đã giải thích. Ông tin tưởng Tần Hạo bởi vì năm đó Tần Hạo đã nghĩ cách giúp ông chạy trốn. Điều này cho thấy tâm địa của hắn không xấu. Thạch Hạo nghe vậy cũng không bận tâm nữa. Chuyện bây giờ cần làm là mau chóng đi tìm tiên chỉ. Trong lúc này, con thỏ Thái Âm Ngọc Thỏ đang liên tục đập cho tên béo mập đã xuất hiện ở tập trước. Nguyên nhân là tên này đã ăn trộm Bạch Ngọc Sâm Vương của nàng. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên vô tình đi ngang qua. Thái Âm Ngọc Thỏ lần nữa nhắc nhở việc Thiên Quốc và Tần Tộc đang liên thủ với nhau. Sao cậu vẫn còn tới đây? Nàng vừa nói xong thì mấy tên Thiên Kiều đã xuất hiện. Bọn họ đã bao vây toàn bộ nơi này rồi. Muốn chạy là điều rất khó. Tên mập vì đứng cùng chỗ với Thạch Hạo nên bị khán thành đồng bọn với cậu. Hắn ta cố gắng giải thích nhưng không ai nghe. Nếu đã là kẻ thù của mọi người thì cứ chạm hết là được. Tên thanh niên gọi là Minh Tử nhanh chóng xông lên. Thạch Hạo chủ động lao lên nghênh chiến. Cậu triệu hồi ra trường thương công kích, buộc tên kia phải phòng thủ. Một tên khác cùng lao lên hỗ trợ, phóng thích vô số thanh kiếm, định biến nam chính thành con nhím. Thạch Hạo lao về phía hắn ta nhưng bị lão già của Hỏa Ma Cung ngăn cản. Dù bị ba cường giả bao vây nhưng nam chính vẫn không lo lắng, còn cho rằng bọn họ đây là đang tìm đường chết. Dứt lời, cậu lại tiếp tục xông lên. Dù phải lấy thân một mình cân ba nhưng cậu vẫn không hề yếu thế, thậm chí còn bón hành ngược lại cho từng người. Nhân cơ hội này, tên mập mà muốn bỏ chạy, ai ngờ chưa kịp chạy thoát thân thì đã bị phát hiện và bị chặn đường. Gã biết, tên mập này là kẻ đã bố trí sát cục tại truyền thừa Bảo Huyết Nguyên Thiên, cho nên sẽ không bỏ qua. Tên mập tỏ vẻ không sợ, gã bắt đầu khua chân múa tay một hồi, sau đó cũng đánh sấm. Điều này làm tên kia khinh thường, tuy nhiên, Thạch Hạo lại cảm thấy không đúng. Cậu cảm nhận được luồng khí xung quanh gã không tầm thường, nên nhanh chóng nhắc nhở Thạch Trung Thiên mau lùi ra xa. Một cái đồ án xuất hiện dưới chân tên mập, vô số thanh kiếm được triệu hoán ra ngoài. Đến đây thì đám người bên kia mới biết là nguy hiểm. Bọn họ nhanh chóng quay xe, còn tên tóc trắng vì ở quá gần nên không kịp quay xe. Thế là hắn ta bị vô số thanh kiếm đâm xuyên qua người. Hàng ngàn thanh kiếm lao ra ngoài với uy lực vô cùng mạnh mẽ. Minh Tử bộc phát sức mạnh tạo ra một hàng rào che chắn. Nhưng đứng trước các thanh kiếm, hàng phòng thủ của hắn lại chẳng khác gì tờ giấy, dễ dàng bị đâm xuyên qua. Hắn cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể chạy thoát và bị xiên vô số lỗ vào người. Thạch Trung Thiên nhận ra chiêu thức tên mập sử dụng là đệ tam sát trận, sương mù vừa rồi là hỗn độn khí. Phía sau người này chắc chắn là có đại sáo làm chỗ dựa. Vừa mới đi được một đoạn thì lão già Hỏa Ma Cung đã chặn đường. Lão bắn tên ngăn cản hai người, đáng tiếc là đánh tay đôi với Thạch Hạo đã không có cửa, bây giờ còn ảo tưởng một mình cân hay. Thạch Hạo lập tức đập cho ông ta một chưởng, thân thể lao về phía các thanh kiếm và bị xiên cho nát người. Cuối cùng thì trận mưa kiếm cũng dừng lại, Thạch Hạo tiến lại thu lấy bản thể của lão sao Hỏa Ma Cung, dự định dùng nó nấu ăn. Mấy tên thanh niên nhanh chóng quay lại bao vây nam chính lại một chỗ. Sau đó Tần Hạo cũng xuất hiện, hắn vẫn cho rằng cậu đang đuổi giết người của Tần tộc, cho nên phải ra mặt lĩnh giáo. Hai huynh đệ sắp xung đột, Thạch Trung Thiên định tiến lên giảng hòa thì Thạch Hạo đang ngăn cản. Bây giờ mà để lộ thân phận thì sẽ càng phiền phức hơn, cho nên cứ giấu trước đã. Cậu lên tiếng nói ra mọi chuyện. Cậu kể cho hắn biết Tần tộc liên thủ với Thiên Quốc để săn giết tổ phụ của hắn, thế mà hắn còn muốn thay mặt bọn chúng. Tần Hạo hoàn toàn không tin những lời này, thậm chí còn cho rằng cậu đang dùng những lời bịa đặt để mê hoặc nhân tâm, châm ngòi ly gián. Tần tộc hắn sao có thể làm chuyện vô sỉ ám hại thần quyết được. Việc này hắn sẽ tự đi điều tra, nhưng hôm nay hắn sẽ không để cho cậu chạy thoát. Lời vừa dứt, Tần Hạo đã xông lên đánh phủ đầu. Thạch Hạo không hề tranh né mà trực tiếp sử dụng nắm đấm đón đỡ. Điều này làm cho các thiên tài xung quanh bất ngờ. Nhục thân của cậu có thể đối kháng trực diện với thiên tài có hai khối tiên cốt. Như vậy, lai lịch của cậu chắc chắn không nhỏ. Họ tưởng rằng cậu là một sơ đại của cổ giáo nào đó tận lực bồi dưỡng. Tần Hạo cũng không ngờ rằng đối thủ trước mặt lại có nhục thân mạnh mẽ tới như vậy. Hắn thi triển sức mạnh thần thông của khối tiên cốt. Hắn đâu biết rằng đây vốn là thần thông của cậu, cho nên cậu dễ dàng ứng phó. Cậu lao lên đánh cận chiến với Tần Hạo. Dù bị yếu thế nhưng hắn ta vẫn chiến đấu tới cùng.
trận chiến của hai người gây ra động tĩnh rất lớn, vô tình xé mở phong ấn khiến Tiên Trì lộ ra ngoài. Tiên Trì là ao nước nguyên thiên chí tôn niết bàn thất bại. Đám thiên kiêu lập tức bỏ qua Thạch Hậu. Việc bọn họ ưu tiên nhắm tới là tiến vào Tiên Trì tìm kiếm cơ duyên. Thạch Hậu và Thạch Trung Thiên cũng nhanh chóng xông vào bên trong. Đi tới trước một cái cầu gỗ bên trong Tiên Trì, hai người nhìn thấy một tòa pháp trận có kết giới bao bọc xung quanh. Đoán là bên trong có đồ tốt nên hai người lập tức đi qua xem thử. Bởi vì nơi này có cấm chế cấm phi hành nên bọn họ đành phải đi bộ qua cầu. Dưới vực sâu có một luồng sức mạnh thôn phệ, rơi xuống là chết chắc. Hai người vừa mới đi được một nửa cây cầu thì đã bị đánh lén, cũng may là kịp thời lùi về sau. Tên đánh lén là Minh Tử và một tên thanh niên nào đó. Bọn họ không dám đánh chính diện nên chỉ còn cách giở thủ đoạn, bố trí sẵn trận pháp ở đây. Đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá quá thấp Thạch Hậu để rồi bị tiêu diệt. Một đời thiên kiêu cứ như vậy bị giết chết. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, tránh cho kẻ khác đến trước cướp mất truyền thừa. Đột nhiên lúc này, một nhánh cây quỷ dị vươn ra cuốn chân Thạch Hậu. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tập phim đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!